Chào các bạn, trong một câu nói chúng ta nói ra đó thì chúng ta thể hiện một cái ý nghĩa nào đó trong câu, nhưng mà trong tiếng Anh và trong tiếng Việt nó có khác nhau ở chỗ là vị trí của các từ loại đó nó đặt khác nhau các bạn, nó đặt khác chỗ nhau. Ví dụ như trong tiếng Việt mình nói là tôi là một giáo viên giỏi, mình nói giáo viên giỏi thì cái chữ giáo viên đi trước, còn chữ giỏi nằm ở phía sau. Nhưng mà trong tiếng Anh các bạn nói là a teacher good thì giáo viên là teacher, chữ giỏi phía sau, giáo viên giỏi, mình nghĩ như vậy là đúng. Nhưng mà thật ra nó không đúng các bạn. Trong tiếng Anh á là cái tính từ nó phải đặt trước danh từ. Ha, như vậy thì tự nhiên á mình gặp rắc rối trong cái cách diễn đạt. Người ta cũng hiểu đấy nhưng mà nghe nó hơi funny, nghe nó hơi buồn cười. Hôm nay tôi chỉ nói về bốn loại từ chính thôi, là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Và đặc biệt đó là vị trí của danh từ, tính từ và trạng từ trong tiếng Anh. Còn động từ đó, đặc biệt là về trạng từ nè, nó còn nhiều cách dùng khác nhau, nằm ở rất nhiều các cái vị trí trong câu mà chúng ta phải học thêm về trạng từ. Nhưng mà với cái bài hôm nay thì tôi muốn phân biệt rất nhanh rõ để cho các bạn nói thông thường đó, không bị nhầm lẫn ở những cái cơ bản nhất các bạn nha. Trong một câu đó các bạn, danh từ là từ mang nghĩa nhiều nhất. Khi các bạn chỉ cần nói một danh từ thôi, khi các bạn nói teacher thôi, à thì người ta hiểu toàn bộ nghĩa của mọi cái. À, giáo viên, thì lúc đó người ta biết là một người là giáo viên, người đó là ai. Nếu bạn là người duy nhất trong phòng thì người ta hiểu đó là bạn. Nhưng mà các bạn nói là good, là tính từ. Khi các bạn nói chữ good thì người ta không biết cái gì good hết trơn á. Thì bản thân cái từ good đó nó không có mang nghĩa nhiều như là danh từ. Vậy thì danh từ là cái từ mang thông tin nhiều nhất trong câu các bạn nha. Nhưng không có nghĩa là tính từ là từ kém quan trọng hơn. Nhưng mà nếu như tính từ và danh từ đi cùng với nhau đó, thì tính từ á nó bổ nghĩa cho danh từ. Bổ nghĩa là sao? Một cái gì đó thì nó mới có cái tính chất. Người ta biết cái gì đó trước, rồi người ta muốn biết cái tính chất của cái đó. Cho nên là cái tính từ đó là từ bổ nghĩa cho danh từ. Mà cái từ chính á là luôn luôn đặt phía sau. Từ chính luôn luôn đặt phía sau. Bạn muốn diễn đạt cái ý chính gì thì ý chính đó đặt ở phía sau này. À, và cái từ mà bổ nghĩa đó nó làm cho hiểu rõ hơn đó thì nó đặt ở phía trước của cái từ đó. Ví dụ mình nói là teacher, nó là danh từ. Thì teacher là từ mang thông tin chính. Thì mình muốn nói cái giáo viên đó giỏi hay là dở, hay là cao hay lùn hay mập hay thấp. À, thì lúc đó đó cái tính chất đó mình phải đặt trước cái danh từ nha các bạn, chứ mình không nói là a teacher good mà mình nói là a good teacher nha. Như vậy thì tính từ đi cùng với danh từ thì tính từ luôn luôn nằm trước danh từ để bổ nghĩa cho cái từ chính nằm ở phía sau là danh từ. A good teacher, a bad person, a bad person, a beautiful girl, chứ không nói a girl beautiful nha. A girl beautiful thì người ta hiểu cũng hiểu, nhưng mà lúc đó đó thứ tự mình đặt sai thì lúc đó người ta nghĩ là à mình không có hiểu ngôn ngữ lắm, vậy thôi. Người ta vẫn hiểu ý mình nói. Nhưng mà cách đúng nhất là cái chữ girl này, cô ấy là một cô gái rồi đó, nhưng mà cô gái đó làm sao, cô gái đó là beautiful, thì lúc đó đó muốn ghép các cái cụm này đi cùng với nhau thì bạn phải đặt là a beautiful girl. Vậy thì cái giới từ a này nè, nó đi trước, ví dụ a teacher thêm chữ good vào thì nó lệ thuộc vào cái âm đầu của cái tính từ nha các bạn. Âm đầu của tính từ là phụ âm thì đây là a good. Còn nếu như á cái chữ này nè, a which là một mụ phù thủy, chữ a which, nhưng mà mình thêm chữ ugly vào, mụ phù thủy xấu xí, mà cái chữ a này nó bắt đầu bằng âm ớ, âm ơ ơ, thì cái âm ơ này là phụ âm thì phải đổi cái mạo từ thành chữ ảnh. An ugly witch, mụ phù thủy xấu xí. Hay là cái chữ apple, mình phải nói là an apple mới đúng. An apple, tại vì apple là âm A đầu mà, apple. Nhưng khi thêm chữ rotten hay là rotten, rotten thì âm đầu là âm R, nó là phụ âm, cho nên mình phải đổi là a rotten apple. Các bạn ha, a rotten apple. A wild animal, a wild animal, wild, a wild animal nha các bạn. Rồi, đó là cái cách diễn đạt giữa tính từ và danh từ. Tính từ là từ bổ nghĩa cho danh từ, làm rõ nghĩa hơn cho danh từ, thì danh từ là cái từ chính, còn từ phụ phải đặt phía trước để bổ nghĩa, để diễn giải thêm cho nó các bạn ha. Rồi, sang cái phần này tôi bổ sung thêm một từ loại nữa là trạng từ. Trạng từ đi cùng với tính từ và danh từ nha các bạn. Thì đó, khi các bạn nói một giáo viên mà giáo viên này giỏi, thì cái trạng từ đó
nó đi trước cái tính từ này nè, nó làm rõ nghĩa cho cái tính từ hơn giỏi thế nào, là rất giỏi, very good. Vậy thì giữa tính từ và trạng từ đó, là cái trạng từ nó bổ nghĩa cho tính từ, thì tính từ là cái chính. À, khi bạn nói very đâu ai biết nó là gì đâu, nhưng khi các bạn nói good thì người ta hiểu nhiều hơn chữ very, thì cái chữ good này nó quan trọng hơn chữ very ha. Thì good là cái từ chính, thì cái trạng từ nó phải nằm phía trước của cái từ chính để nó diễn tả cái từ very good. Như vậy thì ghép ba cái từ này mà nếu nằm cùng với nhau thì danh từ là từ chính nằm cuối cùng, tính từ bổ nghĩa cho danh từ thì nó phải nằm trước danh từ, trạng từ bổ nghĩa cho tính từ thì nó phải nằm trước tính từ. Bởi vì nó làm rõ cho cái tính từ mà tốt thì tốt thế nào, rất tốt hay là hơi tốt hay là khá tốt gì đó, thì luôn luôn trạng từ nằm trước tính từ. A very good teacher. Như vậy các bạn, cái mạo từ cũng vậy, nó lệ thuộc vào cái âm đầu tiên của trạng từ. Tại vì cái âm đầu tiên của cái từ đứng gần nó, đây là phụ âm thì nó là a các bạn. Rồi, a person, nó là một người, nó là chữ a thôi, a person. Nhưng thêm chữ that và thêm chữ extremely vào nữa thì nó lệ thuộc vào chữ extremely. Âm đầu tiên là âm it ha, thì là nguyên âm, thì lúc này nó phải đổi thành mạo từ an. An extremely bad person, là một người cực kỳ xấu. Cái từ extremely này á, nó diễn tả cái mức độ của cái xấu mà cực kỳ ha. Có âm cờ các bạn, âm cờ và sờ. Có cờ nè, nếu không có cờ nó là còn có cờ là đó. Cho nên người ta nói là ủa sao thầy không phát âm cờ ra ta. Nhưng đâu phải các bạn, phát âm là phát tất cả mọi âm trong cùng một hơi. Trong cùng một hơi có nghĩa là các bạn phát âm rồi giữ cái hơi lại, giữ hơi để phát cái âm tiếp theo, phát cho đến âm cuối cùng thì nó mới hết cái hơi đó ha. Thì gọi là phát tất cả mọi âm trong cùng một hơi. Cái chữ X này nó được phiên âm là cờ sờ thì là X. Giữ âm cờ lại, cái hơi của âm cờ xì ra mes. Mà xì ra mes thì xì hết hơi không? Không nghe các bạn ha. Mà cái đang trong cái lúc mà xì cái âm mes ra đó, phát tiếp theo cái chữ phía sau này extremely, chứ không có is nha, không có extreme nha, mà là extremely an extremely bad person, một người cực kỳ xấu, một người xấu nhưng mà cực kỳ. Thì các bạn thấy là cái từ quan trọng luôn luôn nằm sau cùng, kém quan trọng hơn chút nằm kế trước đó, và kém quan trọng hơn nữa nằm trước đó nữa nha các bạn. Thì thứ tự là thằng này quan trọng nhất, này nhì, này ba nha. Rồi, a strangely beautiful girl, một cô gái đẹp lạ lùng. Đẹp lạ lùng có nghĩa là đẹp không theo cái kiểu bình thường đó, mà nhìn thấy nó lạ như thế nào á thì người ta gọi là strangely. Rồi, strangely beautiful girl. Cái mạo từ a đi trước cái âm sờ này thì lúc đó đó nó là phụ âm cho nên đổi thành a strangely beautiful girl. A terribly ugly witch. Mình nói là an ugly witch là mụ phù thủy xấu xí rồi. An ugly witch, chữ an nha, an ugly witch. Nhưng thêm chữ terribly thì lúc đó đó âm thờ là phụ âm, đổi nó thành a terribly ugly witch. Rồi, cũng tương tự ở đây, rotten apple. Rotten là rotten, là bị hút, bị úng, bị hư, trái táo bị hư. Mà hư làm sao? Là completely, là hư hết rồi. Trái táo bị úng hết rồi, một trái táo bị úng hoàn toàn. A completely rotten apple. Rồi, ở đây cũng vậy, a wild animal, một con thú hoang. Animal, wild. Cái từ này mình đọc là, tôi thường nghe người ta đọc là wild, nhưng mà không phải các bạn, nó làm ai giữa thêm âm l. Wild, nó giống như wow gì đó, nó không phải là wild đâu nha, mà là wild. A wild animal. Mà wild là sao? Thêm cái này để bổ sung, a friendly wild animal, một con thú hoang dã.
mà thân thiện ha. A friendly wild animal, một con thú hoang dã thân thiện. Đây là sự ghép nối giữa danh từ, tính từ và trạng từ. Thì nguyên tắc là từ nào là ý mang cái nghĩa chính để các bạn muốn diễn đạt cho người khác thì nó nằm ở sau cùng, và cái từ làm rõ cho cái từ đó luôn luôn đặt ở phía trước nha. Là tính từ làm rõ cho danh từ nè, rồi trạng từ làm rõ cho tính từ hơn nè, là trạng từ nằm trước tính từ nha các bạn. Rồi trong khuôn khổ của bài này tôi muốn nói một chút về trạng từ và động từ thôi, tại vì trạng từ và động từ nó còn nhiều cái cách dùng nữa, nhưng mà tôi lấy một cái trường hợp tiêu biểu nhất á, là động từ với trạng từ. Thì trong tình huống này tôi đặt cái trạng từ phía sau động từ để làm rõ cái ý nghĩa của cái động từ phía trước. Tại vì trạng từ có thể đặt trước động từ, có thể đặt sau động từ, có thể đặt cuối câu, giữa câu, đầu câu đều được hết các bạn ha. Cho nên là đối với trạng từ và động từ thì đó, các bạn có thể tìm thêm một vài cái clip nữa để nghiên cứu. Nhưng mà tôi khuyên các bạn là mình ăn cây nào mình rào cây đó. Mình biết cái câu nào, biết cái cách nói nào, mình cố gắng mình biến nó thành câu của mình. Có nghĩa là mình biết cái câu đó rồi, mình nói cái câu đó thường xuyên, thì mình biết cái cách sử dụng cái động từ và trạng từ như thế nào cho nó hợp lý các bạn ha. Nhưng mà trong đây thì tôi hướng dẫn các bạn chút xíu. Ví dụ teach là dạy, mà dạy thế nào là dạy well. He teach well. Cái trạng từ đó các bạn, nó luôn thể hiện cái mức độ. Ví dụ như mình nói là một cách gì đó hay là như thế nào đó thì nó bổ nghĩa cho động từ. Các bạn không dùng tính từ với động từ nha các bạn. Trạng từ dùng chung với động từ, chứ tính từ không có dùng chung với động từ được. Các bạn nói không thể là he teach good được, mà trạng từ của good là well nha. Thì lúc đó he teaches well. Anh ấy dạy giỏi lắm, ông ấy dạy giỏi lắm. Play badly, chơi xấu. Play badly hay là chơi rất tệ ha. Learn quickly, học nhanh ha. Học nhanh, các bạn nói learn quick cũng được nha, nhưng mà quickly thì nó hay hơn. Work hard, làm việc chăm chỉ. Mình người ta không nói là hardly, tại vì hardly nó có nghĩa khác, mà cái chữ hard là trạng từ thể hiện sự chăm chỉ. Work hard ha. Drive carefully là lái xe cẩn thận, hay là drive fast. Fast là trạng từ, ý chỉ là nhanh nha. Rồi đây là cách sử dụng động từ và trạng từ, tuy nhiên là các bạn phải nghiên cứu cái này thêm. Cái chính của chúng ta đó vẫn là cái nhầm lẫn giữa danh từ, tính từ và trạng từ, làm thế nào để kết hợp ba cái loại từ này trong câu thôi. Đây là cái chính ha. Cho nên là các bạn chỉ cần phân biệt ba cái loại từ này và cái vị trí để đặt nó vào trong câu cho nó đúng là các bạn đã diễn đạt được rất là tốt rồi các bạn ha. Và tôi hy vọng là các bạn biết cách sắp xếp đặt đúng vị trí của nó trong câu để mà nói. Tuy nhiên đâu có phải nghe xong là dùng được, các bạn phải practice ha. Practice makes perfect, cho nên là các bạn phải thực hành cho nó nhiều. Lâu lâu đem ra thực hành nói một hai câu, lâu lâu nói một hai câu, rồi lúc đó các bạn nhường nhuyễn lúc nào không hay các bạn ha. Thank you very much.